Kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì em có lên sóng cho anh em và các bác một mẫu đầu què đèn kiêm giải mã âm thanh. Đấy. Thì anh em cũng biết rồi, dạo hôm nay thì em hay lên cho anh em những con giải mã âm thanh chất lượng cao hay là những con què đèn. Đây nhìn này, đây là một con dề đèn thuần túy luôn anh em nhé. Đây là một con dề đèn thuần túy. Con này thì có model sản phẩm là 507D. Đấy. Con này con què đèn này. Rồi tiếp theo đây là một con giải mã. Thì hôm nay em có giới thiệu cho anh em, lên sóng cho anh em một mẫu đầu DAC gọi là vừa què đèn vừa DAC. Đấy, gọi là 2 trong 1 luôn anh em nhé. Gọi là nó vừa giải mã 24 pin, từ số mẫu lên tới 192 cassette. Ngoài ra chỉnh được cả bát, cả chép luôn, tăng giảm volume trực tiếp ở trên con DAC luôn. Và anh em vừa được thấy là bên em đang gọi là test cho anh em. Đấy, đây em test luôn cho anh em nhìn này. Test luôn cho anh em nhìn. Đấy. Tăng giảm volume này, tăng giảm volume này anh em này, tăng giảm bass này. Đấy. Giảm bass này. Đó. Tăng chép này. Như này đâu. Giảm chép này. Thế thì cái con DAC kiêm giải mã què đèn này, đợt này thì em về tiếp tục về để phục vụ tất cả anh em và các bác dịp Tết. Con này thì có model sản phẩm là DA100 Pro anh em nhé. Con này thì đang được bên em bán rất là chạy trong thời gian cuối năm này. Đấy, ở trên này nó sẽ có hai cái bóng này anh em này. Đấy, con này thì vẫn là chính hãng của Zenith. Đấy, vẫn là Make in Singapore anh em nhé. Đấy, thì em sẽ để ở đây đã. Em để ở đây đã. Em quay cho anh em nhìn trước đã. Thì cái bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm này anh em này. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm là một dâu Bluetooth. Con này có cả Bluetooth anh em nhé. Con này có cả Bluetooth. Đấy, cực kỳ nhiều chức năng luôn. Con này thì em phải nói cái video hôm nay em sẽ nói cho anh em nó khá là dài, nó rơi tầm hơn 10 phút. Anh em nào mà đang quan tâm đến một con DAC kiêm què đèn, chỉnh được cả bát, cả chép, cả tăng giảm volume, có Bluetooth này, có chơi được cả trên điện thoại, trên laptop luôn. Ngoài ra có cả cổng quang học này anh em nhé. Có cả quang học luôn. Đây, ao này. Đó, đó, đây, em quay cho em nhìn này. Con này thì vỏ được làm hoàn toàn bằng nhôm phay xước anh em nhé. Đây, đây, Make in Singapore luôn này. Con này thì có model sản phẩm là DA100 Pro. Đấy, anh em nào quan tâm cái mẫu DA100 Pro này thì liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. Đây, anh em nhìn này. Audio Decoder Pre Lam. Đấy, gọi là DAC kiêm giải mã âm thanh. Con này thì em đã bán khá là nhiều rồi. Con này thì đằng trước của nó sẽ có cái nút bật tắt bằng cơ luôn. Đấy, con này kiểu này rất nhiều anh em thích này. Đấy, đằng sau đây còn lại cổng optical. Con này sẽ có 3 cổng in, 4 cổng in anh em nhé. In bằng Bluetooth này, in bằng USB này. Đấy, in bằng optical và in bằng coaxial. Anh em nào mà chơi bằng laptop đi, anh em chơi bằng laptop đi, thì bên em có cái dây này. Cái dây này thì anh em sẽ được lấy, bên em sẽ hỗ trợ giá cho anh em cái dây USB của thằng Zenith này, chính hãng của Zenith luôn. Cái dây này thì đây, khi anh em chơi bằng, nếu mà anh em chơi bằng laptop thì em sẽ chơi hướng dẫn anh em luôn. Đây, cái dây này thì em hỗ trợ anh em và các bác nha anh em nhé, hỗ trợ lấy. Bên em đang bán cái dây này với giá là 350. Mà khi anh em lấy kèm DAC em để cho anh em với mức giá là 300.000 đồng cho một sợi này. Sợi này là dài 2 mét. Đây, sẽ cắm, chúng ta sẽ chơi như này. Bluetooth thì anh em rất là dễ dàng rồi đúng không ạ? Bluetooth thì đơn giản rồi, anh em chỉ cần kết nối trực tiếp vào điện thoại thôi. Đấy, cổng optical thì như em đang kết nối đây, em nhìn dây quang đây, như em đang kết nối là cổng optical này. Còn bây giờ sẽ kết nối bằng cổng DC USB. Đấy. Rồi đây, em sẽ cắm thử cho anh em nhé. Cắm thử cho anh em. Đấy. Đấy, rồi bây giờ sẽ cắm trực tiếp vào con laptop. Ở đây anh em đang thấy là ở đây em đã để sẵn một con máy tính này. Đấy, con máy tính để sẵn đây. Chúng ta sẽ cắm vào được USB. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bật thôi, bật nhạc ra xong. Đây. Ok. Bây giờ chúng ta, anh em sẽ, đây, anh em sẽ nhìn kỹ vào đây cho em hướng dẫn cho anh em một lần nhé. Đây, ở đây thì con này thì nó sẽ chỉ chuyển chế độ bằng cái nút. Ở đây chúng ta sẽ có thể ấn, anh em thấy không? Đấy.
anh em có thể nhìn ở đây sẽ có chữ blue này. Blue là màu xanh, là bề lực bluetooth. Green là màu xanh lá cây, sẽ là con cyan. Red màu đỏ sẽ là optical, và white sẽ là usb. Đây, ở đây sẽ là chữ tiếng Anh hoàn toàn. Con này là made in Singapore mà, nên là người ta dễ viết được tiếng Anh. Bass chép ở đây, volume ở đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta chuyển chế độ này. Anh em sẽ nhìn thấy đúng với chữ volume đấy không ạ? Em ấn vào. Đấy, hiện tại đang là màu xanh lá đúng không ạ? Sẽ là Coxian. Bluetooth, màu xanh nước biển nó sẽ nháy như này. Đấy, white này, em chuyển chế độ white đã. Rồi, bây giờ em sẽ bật nhạc ở trên laptop luôn cho anh em nghe. Bây giờ trên laptop luôn. Đây, anh em thấy không? Em đang lấy nhạc trực tiếp ở trên laptop luôn. Đấy, đây. Quay này cho anh em nhìn nó kỹ. Đây, chúng ta vẫn chỉnh tăng giảm volume ở trên con này anh em nhé. Cổng USB của cái con dề đèn này nó sẽ hỗ trợ cao nhất anh em nhé. Nó có thể lên 384 cassette anh em nhé, và hỗ trợ tần số lấy mẫu cao nhất. Nên khi anh em lấy có cổng USB này, ngoài ra anh em cũng có thể bất cứ một cái file nhạc nào ở trên laptop. Đấy, thường cái TV của nó sẽ là 16 bit, nhưng mà anh em có những cái file nhạc nó tần số lấy mẫu nó cao hơn thì đồng nghĩa với việc là cái chất lượng nhạc nó sẽ ra tốt hơn. Đấy, qua cổng USB này. Đấy, chỉ đây. Hiện tại em đang kết lấy tín hiệu trực tiếp ở trên con USB luôn. À, trên con laptop luôn. Vẫn chỉnh nhạc bass chép ở trên DAC vẫn được. Đó. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng hay ho. Đấy, và chế độ bảo hành thì vẫn là 1 năm anh em nhé. Chế độ bảo hành vẫn là 1 năm. Con này thì có giá chỉ chưa tới 3 đồng anh em ạ. Chưa tới 3 đồng 2.650.000 đồng cho một bộ DAC này. Đấy, ngoài ra được tặng kèm, em sẽ tặng kèm cho anh em một sợi dây quang của Hitachi anh em nhé. 2.650.000 đồng cho một bộ DA100 Pro của Zenith Singapore. Tặng kèm cho anh em một sợi dây quang của Hitachi bãi Nhật. Và rất nhiều anh em có khi còn lang lan tăn cái hai cái bóng này. Thế nhiều anh em hỏi là cái bóng này sử dụng nó có bền không, đúng không ạ? Thì em xin trả lời luôn, bóng này này thì bên em có cung cấp luôn anh em nhé, có cung cấp luôn. Cái, nhưng mà còn lâu nó mới hỏng, để mà nói còn lâu nó mới hỏng. Đấy, bóng này thì cũng như bóng đèn của anh em và các bác ấy, cũng như bóng đèn ấy, nó phải sử dụng đến 1 đến 2 năm bơm nó mới hỏng. Đấy, thì chúng ta thay đi là sẽ ok thôi. Dề đèn mà, nó như cái bóng đèn thôi. Bóng là bóng xinh luôn em nhé. Bóng Singapore luôn. Đấy, hai bóng. Đấy, thì bên em có cung cấp luôn. Nếu anh em nào có nhu cầu mua thêm bóng hoặc là muốn thay bóng, liên hệ trực tiếp với bên em. Đấy, đấy, con này thì ngoài cái chức năng lấy ra thì bên em thì em sẽ test luôn. Tiện trong cái video này em sẽ test luôn cho anh em cái chức năng qua điện thoại em nhé. Qua điện thoại. Đây, chúng ta vẫn có thể tận dụng ở trên con DAC luôn. Tận dụng cái cổng BC USB này anh em này. Chúng ta sẽ tận dụng cái cổng này. Thì bên em có cung cấp cho anh em và các bác hai cái mẫu hai cái đầu OTG như này để chúng ta cắm điện thoại này anh em này. Đấy, hai cái mẫu này đều của Zenith anh em nhé. Đấy, một sợi OTG Samsung và một sợi OTG iPhone. Nếu mà anh em nào có điện thoại iPhone thì anh em mua cái OTG iPhone. Anh em nào có điện thoại Samsung thì anh em mua cái đầu OTG iPhone Samsung này. Samsung này tầm dài tầm 25 phân. Cái này thì bên em đang bán với mức giá là 250 cho một sợi như thế này. 250 cho một đầu OTG Samsung như này. Ví dụ anh em sử dụng ngoài Samsung đi, đây em sẽ bật cho anh em nhìn. Đây này. Đấy, đây là máy Samsung đúng không ạ? Anh em cắm vào đây là trực tiếp chúng ta sẽ lấy nhạc trực tiếp ở trên điện thoại luôn. Đấy, đây, đây, tăng volume ở đây, tăng volume ở đây. Đấy,
tắt này. Đấy. Thì khi anh em chơi qua cái cổng USB này thì nó sẽ lấy tần số cao nhất. Ngoài chức năng Bluetooth ở trên điện thoại ra thì anh em cũng có thể chơi bằng chức năng này. Đấy, thì anh em nào có bất cứ một cái ứng dụng nghe nhạc nào ở trên cái điện thoại đi thì anh em cũng có thể gọi là mình lợi dụng cái ứng dụng đấy. Anh em nghe nhạc trực tiếp ra loa luôn thì nó rất là hay. Đấy. Thì anh em nào mà qua cần mua sợi OTG này thì liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. Một cái sợi của thằng iPhone này là 180 anh em nhé. Và cái sợi của thằng Samsung này là 250. Đấy. Sợi đây còn là sợi USB chính hãng của Zinet luôn thì có mức giá là 300.000 đồng. Nếu mà anh em nào có nhu cầu chơi bằng laptop, chơi bằng điện thoại hay qua cái cổng USB ở trên con DA100U này, DA100 Pro này, liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. Còn cái giá công khai của con này sẽ là 2.650.000 đồng em nhé. 2.650.000 đồng được tặng kèm một dây quang của Hitachi. Đấy, đã giá đã bao gồm phí vận chuyển, anh em nhận hàng thanh toán. Ok chưa? Đấy, con này make in Singapore xịn luôn. Đấy, em nào quan tâm đến cái mẫu DA100 Pro này, liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio nhé. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình đấy ạ. Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.